Thưa quý vị, chuyển đổi kép bao gồm chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là yêu cầu bức thiết trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội các quốc gia trên thế giới đang đối mặt với những thách thức về môi trường, sự phát triển bền vững. Sự kết hợp giữa chuyển đổi số và xanh sẽ thúc đẩy sự phát triển các mô hình kinh tế mới, giúp cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần đưa Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trong chuyên mục Nhận định hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, về vấn đề chuyển đổi kép, nhiều chuyên gia nhận định rằng cơ chế chính là sự mở đường cho mọi hành trình chuyển đổi. Tuy nhiên, cơ chế pháp lý và chuyển đổi kép tại nước ta còn nhiều điểm nghẽn. Ông có nhận định như thế nào về vấn đề này? Chúng ta biết là chuyển đổi kép là rất quan trọng cho việc thay đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Và chuyển đổi kép thì nó yêu cầu rất nhiều các cái điều kiện. Tuy nhiên, trong các cái điều kiện đó thì tôi cho rằng là thể chế là rất là quan trọng. Thể chế là luôn luôn đóng vai trò mở đường. Thì trước nay chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng có thể là có những cái nguồn lực, chúng ta cũng có thể huy động nguồn lực bên ngoài để chúng ta có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng cuối cùng nhiều các mục tiêu đặt ra là không được. Đặc biệt là đối với việc thay đổi cái mô hình tăng trưởng, trong suốt giai đoạn từ năm 2011 đến nay chúng ta đặt ra vấn đề đó rồi, nhưng mà hiện nay cái mô hình tăng trưởng chúng ta vẫn là ở dưới dạng là chiều rộng thôi. Thế thì ra soát lại thì đúng là vấn đề là thể chế, sau đó là các vấn đề về nguồn lực. Thế còn kết cấu hạ tầng trước đấy chúng ta đặt là một trong những trụ cột, nhưng bây giờ chúng ta về cơ bản cũng đã có những cái cải thiện rất là quan trọng rồi. Thế thì bây giờ thể chế đây chính là những vấn đề liên quan đến thể chế đột phá, thể chế thí điểm. Chúng ta thấy rằng là hiện nay có rất nhiều địa phương là đang mong muốn là có những cái thể chế thí điểm cho riêng mình. Thế nhưng mà như thế thì hàm ý là thể chế chung là đang có vấn đề. Và như thế thì chúng ta phải rà soát lại. Thế còn nếu mà địa phương nào như thành phố Hồ Chí Minh này có nghị quyết 298 mà được phát huy thành cái không gian riêng ấy để mà có cái thí điểm cho giải phóng các cái nguồn lực để mà biến chuyển đổi kép đấy thành những cái động lực quan trọng, đóng góp vào cho cái mô hình tăng trưởng mới thì rất là quan trọng. Tôi cho rằng là vấn đề hiện nay giờ là chúng ta có cái không gian để có cái thể chế thí điểm, nhưng mà chúng ta phải cụ thể hóa nó. Thế rồi làm sao để đồng bộ hóa được các cái quy định, các cái chính sách khác, chứ không nó vẫn là vướng ấy. Thì cái đấy là rất quan trọng. Và thứ hai là cái thực thi các cái thể chế thí điểm đó. Bởi vì chúng ta hiện nay là chúng ta khi mà tổng kết thì cái thực thi về thể chế là cũng còn rất là hạn chế. Đôi khi là những cái vướng mắc lớn nhất, và trong đó thì có một số là chúng ta chưa có cái không gian để cho đổi mới sáng tạo, lẫn lộn giữa cái đổi mới sáng tạo, cái làm mới và cái làm sai. Đấy, đôi khi là mà cái này cần phải có cái khung chính sách đó, để những người mà muốn đổi mới sáng tạo, muốn người dám làm rồi là làm theo cách làm mới vân vân thì người ta yên tâm. Đây tôi cho rằng đấy là về thể chế thì có lẽ là có những cái điểm quan trọng như vậy. Ông có đề xuất kiến nghị cụ thể gì về cơ chế chính sách nhằm tạo đột phá để phát triển kinh tế bền vững, chuyển đổi kép trong bối cảnh hiện nay? Tôi cho là ví dụ như là chuyển đổi xanh nhá, nếu mà bây giờ mình có thể khuyến khích các cái chính sách mà để cho các doanh nghiệp ấy là chuyển đổi xanh theo cái hướng, nếu mà bây giờ đạt được cái mức phát thải nào đó, hay là đạt được cái mức là giảm ô nhiễm môi trường, hay là chuyển đổi các cái sản phẩm xanh nào đó thì được hỗ trợ về thuế chẳng hạn. Những cái công cụ về tài chính thì phải luôn luôn đi kèm với các yêu cầu là các doanh nghiệp là chuyển đổi xanh, là phải giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải. Nhưng mà khi người ta giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải, đầu tư cho khoa công nghệ và cho công nghệ thì rất là tốn kém. Mà cái phần đó thì là chi phí sản xuất và vốn, thì người ta vốn rất là doanh nghiệp nhỏ vừa lại không đủ vốn, thì cái đấy là cái mà hạn chế. Và khi chúng ta kêu gọi người ta thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức, có tầm chiến lược rồi ấy, nhưng mà khi đi vào là phải có những cái hỗ trợ về mặt nguồn nhân lực, hỗ trợ về mặt công nghệ, hỗ trợ mặt thông tin, hỗ trợ về sản phẩm, về thị trường vân vân, phải đi kèm thì người ta mới có thể chuyển đổi được. Chứ còn cái chuyển đổi xanh nó bao giờ cũng đòi hỏi có một sự hy sinh nào đó, hay là đòi hỏi những cái chi phí ban đầu rất là lớn, tốn kém. Và cái đó thì doanh nghiệp của chúng ta đôi khi là gặp rất nhiều vấn đề khó khăn. Thì có lẽ là những cái chính sách nó bao giờ nó cũng phải có liên kết với nhau, đảm bảo cái tính đồng bộ như vậy. Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có một số đề xuất về việc hoàn thiện khung pháp lý để thúc đẩy quá trình chuyển đổi kép tại Việt Nam.
chúng ta cũng quan sát cũng thấy là kể cả về chiến lược tăng trưởng xanh chúng ta đã có từ năm 2011. Có nghĩa là vừa rồi thì là chúng tiếp tục là coi như là một cái chu kỳ mới của tăng trưởng xanh. Tuy nhiên thì quan sát của chúng tôi thấy là chủ trương thì rất là đầy đủ và rất là coi như là nhiều cái chủ trương ở các cấp độ khác nhau, và các cái đề án, chương trình, kế hoạch rất là nhiều. Nhưng những cái hỗ trợ cụ thể đến cái lợi ích cho doanh nghiệp thì chưa rõ ràng. Cái này cái mà nó sẽ phụ thuộc vào từng ngành, phụ thuộc vào từng địa phương để vấn đề triển khai như thế nào. Và đây tất nhiên nếu như vậy thì nó lại phụ thuộc vào cái khung pháp lý phải nó hoàn thiện và đầy đủ. Thì kể cả cái khung pháp lý xanh về kẻ số vân vân thì nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy là cũng phải còn một giai đoạn nữa thì bắt đầu mới có thể là coi như là hoàn thiện cái khung này. Tuy nhiên thì không thể doanh nghiệp không chờ. Chúng ta thấy là cái ngoài thị trường doanh nghiệp họ rất là năng động, họ tìm mọi nguồn, mọi cách thức để có thể phát triển. Trong đó là nếu không thì họ sẽ mất thị trường. Thì đây là cái mà thực sự đây là những chúng ta thấy là ở một giai đoạn nhất định thì hiện nay doanh nghiệp đang đi trước và coi như chính quyền coi như là bám theo để coi như là cái thể chế, thay vì là chúng ta phải có cái thể chế đi trước để con dẫn dắt. Thì đây là cái cũng bình thường của cái cuộc sống thôi, bởi vì thị trường vốn sôi động và có một cái chuyển động nhanh hơn. Thì đây là cái mà cũng chúng tôi cũng lắng nghe để coi như là các tiếng nói của các doanh nghiệp để có những cái thiết kế các chính sách nó phù hợp với doanh nghiệp để làm sao để coi như là đảm bảo hiệu quả nhất